Mến chào cô chú anh chị quý nhà đầu tư. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm bất động sản thích hợp để làm vườn và xây cất nhà vườn nha cô chú anh chị. Đây là một cái thửa đất thuộc xã Mỹ Lạc thuộc huyện Thủ Thừa tỉnh Long An. Với diện tích chủ bán cho mình á là 2000 m2 nha cô chú anh chị. 2000 m2 đo đạc theo tài nguyên môi trường nha. Thì thửa đất này cũng tương đối lớn nha. Thì chủ bán chỉ có 2000 m2 thôi. Thì với mặt tiền của thửa đất này, lô đất có hai mặt tiền nha. Một mặt tiền là 59m, một mặt tiền là 33m nha. Trên màn hình cô chú anh chị, đây là đường vào đất nha. Hiện tại con đường này đường lộ đan tẻ vào, có đá sơ sơ nha. Thì hiện tại là xe máy thôi nha cô chú anh chị. Xe hơi là chưa vô được nha. Thì xung quanh dân cư đông đúc hiện hữu, điện nước là đầy đủ nha cô chú anh chị. Cái thửa đất này cũng tương đối lớn nha, nhưng mà chủ bán cho mình là 2000 m2 đo đạc theo tài nguyên môi trường nha cô chú anh chị. Đó, thì ranh nó ngay vị trí này đây nha. Ngang qua một mặt tiền là được 59m và một mặt tiền là 33m nha. Lô đất hai mặt tiền. Một tí nữa em sẽ quét lên không ảnh nè, em sẽ kiểm tra quy hoạch cũng như là em sẽ bay con livecam tổng cái khu vực này cho cô chú anh chị xem. Đó, cách lộ DT833 một sẹt duy nhất thôi nha cô chú anh chị, chỉ có 300m thôi nha. Cách chợ Mỹ Thạnh cầu Bà Miều tầm khoảng 3km, cách trường học cấp 1 cấp 2 tầm khoảng 2,5km nha. Còn trạm y tế cũng gần kế bên luôn. Đó, trung tâm Thủ Thừa là 10km, dòng xây phường 5 tượng đài liệt sĩ thành phố Tân An là 13km nha cô chú anh chị. Đối với cô chú anh chị khu vực Sài Gòn giáp ranh Nguyễn Văn Linh thì về tầm khoảng 43km nha cô chú anh chị. Còn đối với cô chú anh chị ở Đức Hòa thì mình về nếu biết đường đi thì mình chạy chừng 40 cây thôi, còn không biết đường đi thì mình đi vòng nó xa hơn nha. Xung quanh là dân cư đông đúc hiện hữu nha cô chú anh chị, thích hợp để làm vườn hoặc xây cất nhà vườn luôn. Hàng này là bao VIP bao để đầu tư nha cô chú anh chị. Con đường này thì rất là nhiều hộ dân đi trên con đường này luôn, nó tầm khoảng hơn mười mấy hai chục hộ đi vô con đường này nè. Cho nên cái hướng mà để mở rộng cái con đường này là có thể có khả năng mở nha cô chú chị. Thì xung quanh dân cư rất là đông luôn. Đó, đường thì đi ngang đất mình luôn. Đó, mặt tiền L luôn nha cô chú chị. Thì một tí nữa em sẽ cho cô chú anh chị xem quy hoạch. Thì ngay chỗ vị trí này thì em kiểm tra quy hoạch là cái thể hiện con đường nè. Cái mặt này thì tầm khoảng 33m nha. Thì chủ nhà nó đo đạt theo tài nguyên môi trường. Ra diện tích là 2000 m2 thì mình tính tiền 2000 nha. Rồi em sẽ không để cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư đợi lâu. Em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này. Thì lô đất này thuộc xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Thì 2000 m2 này đo đạt theo tài nguyên môi trường. Mặt tiền thì tầm khoảng 59m và 33m. Thì chủ bán với giá là 500 triệu nha cô chú anh chị. Có nghĩa là 2000 m2 chỉ có 500 triệu thôi. Là một công 1000 m2 là 250 triệu nha. Thì chỉ có là 250 ngàn cho 1 mét thôi nha cô chú anh chị. Đảm bảo cô chú anh chị luôn. Đối với hàng này thì cảm sẽ bán rất là nhanh nha. Hàng này thì quá rẻ nha cô chú anh chị. Thích hợp để cho cô chú anh chị nào tài chính tầm công nhân đâu đó mua để đầu tư, sở hữu. Thay vì mình mua một cái nền 100 m2 ngang 5 nhân 5 nhân cho 20 nha, chỉ có 100 m2 600-700 triệu. Mình mua 2000 m2 mình ở thoải mái luôn nha cô chú anh chị. Có thể làm vườn, sẽ cất nhiều vườn, đào ao, nuôi cá. Đó, cất cái nhà cấp 4, hai vợ chồng ở thoải mái luôn nha cô chú anh chị. Còn vấn đề điện nước thì cô chú anh chị khỏi lo nha. Pháp lý thì đối với sản phẩm này thì sổ sách thì hiện tại là đang sổ chung nha. Thì mình quyết định mua thì xuống gặp chủ thôi. Đó, đặt cọc thì chủ nhà sẽ cắt sổ tách thửa ra cho mình nha. Thì sau khi có bản vẽ tầm khoảng từ 10 đến 15 ngày có bản vẽ thì mình có thể tiến hành công chứng sang nhượng nha cô chú anh chị. Đó, thì nó sẽ ra sổ hồng riêng mang tên mình luôn nha cô chú anh chị. Hàng này là quá VIP luôn. Đó, thì đây em sẽ bay con livecam lên cho cô chú anh chị xem nha. Nguyên cái khu vực này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, nước ngọt quanh năm luôn. Đó, thoáng mát cho cô chú anh chị. Điện nước là đầy đủ nha cô chú anh chị. Đây là cái hàng để đầu tư. Đó. Cô chú anh chị nào mà xem video cảm thấy mà nó phù hợp với mình thì cứ alo của anh em nha. Đó, cô chú anh chị có thể nhìn thấy cái ngã ba đó. Đó, ngay chỗ vị trí em bay con livecam á,
đó là cái con đường đó, nó đi thẳng vào vô rất là nhiều hộ dân bên trong luôn. Ở góc bên trái vẫn có nhà dân, ở trước thửa đất cũng có nhà dân, góc phải, góc trong đó, đây là cái hình dạng thửa đất này của chú chị. Mặt tiền thì được 59 33, ngay chỗ đoạn 33 đoạn đó là em có kiểm tra quy hoạch thì có thể hiển thị con đường ấy ngay vị trí đó nha. Tại vì ở cánh bên đó dân rất là đông. Và từ quốc lộ, xin lỗi nha, từ tỉnh lộ DT833 vô duy nhất một sẹt nha của chúng chị, chỉ có 300m thôi. Hàng như này mình bỏ ra 500 triệu mua sở hữu là quá VIP nha của chúng chị. Thì cô chú anh chị nào nhanh tay thì mình sẽ sở hữu ngay nha. Đó, còn đó cái đường mà mặt tiền 33 mình chạy thẳng ra luôn. Đó, nhà dân rất là nhiều luôn. Còn mé bên đây, cô chú anh chị có thể nhìn thấy nhà nè. Đó, một nhà, hai nhà, ba nhà, bốn nhà đó. Còn mé ngay đầu đường em đứng quay á, cái nhà ngói nè, rồi hai nhà nhỏ. Nói chung là khu vực này á, đất rất là có giá trị nha. Nhưng giá chỉ có 250 triệu trên 1.000 mét vuông, là 250.000 cho 1 mét. Nói chung là tiền nào của nấy, lý do là con đường nó hơi nhỏ thôi, đường xe máy thôi, nhưng mà giá rất là rẻ nha của chú anh chị. Đây là vị trí đường lộ DT833 nè, một sẹt duy nhất vào là 300m đó cô chú anh chị. Đó, cái đoạn đường đó thì cô chú anh chị có thể thấy nhà dân nó rất là nhiều luôn. Và một sẹt một thôi nha. Quá đẹp luôn, quá VIP luôn nha cô chú anh chị. Từ trên cao mình có thể nhìn xuống á, thấy cái thửa đất thì em đang bay lộ cao là 250m nha, để mình kiểm tra cái khu vực này dân cư, mật độ dân cư, cũng như là khu vực này người dân canh tác cây gì là nhiều nha. Thì hiện tại thì khu vực này đa phần là canh tác nông nghiệp nha, đất lúa nha. Đây em sẽ phóng to ra ngay chỗ vị trí lộ DT833 này của chúng chị, thấy xe nhỏ nhỏ đâu đó rất là nhiều luôn đó. Mình chạy về chợ Mỹ Thạnh nè, tầm khoảng 3 km thôi. Sài Gòn về là 43 km nha, nhưng mà đi con đường xe máy nha cô chú chị. Mình có tiền mình mua để đó là hàng này quá ok nha. Hoặc là mình xây nhà vườn, các nhà vườn đồ đó, mình đào cái ao, mình đắp cái nền, cái ao thì mình nuôi cá, cái nền thì mình có thể xây nhà nha. Rồi những cái thấp thấp đó mình có thể trồng rau, nuôi ra chăn nuôi, nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo. Cô chú anh chị nuôi gì tùy duyên mình nha, mình muốn nuôi gì mình nuôi, nuôi cá đâu đó. Có đường nước, đồ thoát nước luôn. Vì nó chỉ có duy nhất mỗi con đường là đường xe máy thôi. Nếu mà đường xe hơi thì không giờ có giá này đâu nha cô chú anh chị. Tiền nào của nấy thôi. Thì tổng diện tích chủ bán cho mình là sẽ đo đạt theo tài nguyên môi trường nha, 2.000 m². Còn đây là vị trí thừa đất này cô chú anh chị. Giá bán chỉ có 500 triệu thôi nha. Thì cô chú anh chị xem video cảm thấy hợp nhãn thì cứ alo anh em nha. Liên hệ vào số điện thoại 0828367167. Gặp em là Quỳnh Thọ nha cô chú anh chị. Thì em sẽ tư vấn cho cô chú anh chị những cái sản phẩm bất động sản phù hợp vào túi tiền nè, phù hợp vào hướng và phù hợp vào nhu cầu của cô chú anh chị luôn nha. Thì cũng lâu lâu mấy khi cô chú anh chị sẽ sở hữu được những cái sản phẩm đẹp như thế này nha. Đất mà 2.000 m² thuộc thủ thừa, mà đường xe máy gần chợ, gần trường học để mình ở sinh sống đâu đó, làm vườn, mà 2.000 m² thì rất là rộng rồi nha cô chú chị. Có thể đắp đục cái nền nhà, đào cái ao, rồi chăn nuôi, trồng những cái cây, làm vườn yêu thích. Và biết đâu sau đó, sau này thì dân với nhà nước cùng làm một cái lộ xe hơi trên đất thì sao, lúc đó thì sản phẩm này thì bao VIP luôn. Mặt tiền rất là nhiều cho nên cô chú anh chị cứ an tâm, vì đất này rất là đẹp rồi nha cô chú anh chị. 59m mà vô khoảng 33, em kiểm tra trên không ảnh là quá VIP luôn. Đây là mật độ dân cư nè, cô chú anh chị có thể nhìn thấy thẳng ra là lộ DT833 ha. Này là hàng đẹp nha cô chú anh chị. Từ trên cao nhìn xuống ha. Thửa đất tương đối cao ráo nha, khu vực này đất rất là gò nha cô chú chị. Còn cái hướng phong thủy của thửa đất này thì mặt tiền 59m là được hướng chánh tây nha. Đối với những cái sản phẩm đất công thì cô chú anh chị sẽ cắt nhà vườn, mình có thể xây nhà theo cái hướng mong muốn, mình điều chỉnh cái hướng rất là dễ nha cô chú chị. Riêng những cái sản phẩm về đất nền, ví dụ 520 thì cái hướng quay về con đường thì buộc phải xây nhà về hướng đó thôi. Còn những cái đất công thì nó rộng rãi mà,
Thầy xem phong thủy phù hợp ở hướng nào thì mình cứ xây hướng cửa, hướng nhà về hướng đó thôi. Đất tương đối là gò cao ráo nha cô chú chị. Con đường thì hiện tại thì dân cư đông đúc hiện hữu, rất là nhiều hộ đi trên con đường này luôn. Có cái hàng dừa đâu đó, nguyên cái cập nhật là đường nước vào đất nè cô chú chị. Xung quanh là đường nước tròn nguyên cái thửa đất luôn, mặt tiền L ha. Dân cư đông đúc hiện hữu nè, về trật tự xã hội an ninh cũng rất là tốt nha cô chú chị. Còn đây là cái hình dạng thửa đất nè, em đo trên máy nha, kiểm tra tham khảo cho cô chú chị hình dung hiểu rõ nha. Thì 2.000 mét vuông thì nó tầm khoảng 59 mét, có thể hơn một tí. Hầu vô thì khoảng 33, nói chung là tham khảo thôi nha cô chú chị, chưa chính xác lắm nha, nhưng mà nó hầu như nó cũng được khoảng 85-90% nha. Thì địa chính sẽ đo đạt cho mình, đo đạt theo tài nguyên thì ra diện tích cũng như là mặt tiền bao nhiêu mình tính bao nhiêu thôi. Thì chủ bán như thế này hầu như là đã hết những cái mặt tiền của mình luôn rồi, cắt nguyên cục thịt nạc cho mình luôn nha cô chú anh chị. Còn đây là cái quy hoạch nè, em kiểm tra thì cái mặt tiền 33 cái đoạn đó là có hiển thị đường nước nha cô chú anh chị, thì nó cũng có thể kiểu hiển thị đường đường bờ đất vào luôn. Thì sau khi hiển thị những đường bờ đất vào á thì sẽ trừ luôn cái phần diện tích đó nhà nước thu hồi nha. Cho nên mình mua 2.000 mét vuông là đất đầy đủ nha, chắc nịch luôn nha cô chú chị, chỉ có 500 triệu thôi đó, mình sở hữu ngay 2.000 mét vuông đo đạt theo tài nguyên môi trường. Đây cô chú chị em kiểm tra nè, nó thể hiện một cái màu vàng vàng á, đó là có thể cập nhật bờ đất vào sổ nha, phía trước là đường nước luôn đó. Hàng này quá đỉnh nha cô chú chị. Thì cái hướng con đường 59 mét đây là hướng chánh tây nè cô chú chị. Còn cái hướng của mặt tiền 33 quay về hướng nhà thì có thể là hướng bắc, và cái hướng mặt tiền 33 hướng về đường nước cập nhật đường á, là có thể là hướng chánh nam nha. Đó, mình phù hợp vào hướng nào thì mình xây nhà về hướng đó. Đó, đây đối với sản phẩm này biết đâu 5 năm sau đổi quy hoạch cho lên thổ cư cập nhật đường thì mình phân lô tách nền là quá VIP luôn. Đó, mặt tiền rất là nhiều, lợi thế của những cái sản phẩm mặt tiền nhiều là mình có thể làm nhiều thứ nha. Còn việc làm vườn canh tác nông nghiệp thì rất là đơn giản rồi. Còn đây là lộ DT833 cũng như là đường tỉnh lộ DT817 là một nha. Thì cách một sẹt duy nhất chỉ có 300 mét thôi nha cô chú chị. Và cô chú anh chị xem video mà cảm thấy hợp nhãn thì cứ alo anh em nha. Hiện tại bên em đang nhận ký gửi cũng như là tìm kiếm những cái sản phẩm bất động sản theo cầu. Cô chú anh chị quý nhà đầu tư có nhu cầu tìm đất ruộng, đất mặt tiền, đất kho xưởng bãi hay tìm nhà thì cứ alo anh em nha. Và mỗi video em đều để mã số video hết nha, trên màn hình đều có mã số hết nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị ưng ý sản phẩm thì cứ báo về mã số nha. Thì việc xem đất thì cô chú anh chị có thể alo anh em trước một ngày hoặc trước 2 giờ đồng hồ để em sắp xếp thời gian để đón tiếp cô chú anh chị nha. Thì những cái sản phẩm bất động sản đều là những sản phẩm chính chủ hết, thì ai đứng tên đất là ai có quyền quyết định về giao dịch thửa đất là cô chú anh chị sẽ gặp được ngay người đó nha. Em quên mất, đây là thửa đất đất lúa nha cô chú anh chị. Thì đối với cô chú anh chị khu vực Sài Gòn đừng quá lo lắng về việc người Sài Gòn sở hữu đất nông nghiệp nha, thì bên em sẽ có đội ngũ anh chị giúp cho cô chú anh chị đứng được đất nông nghiệp nha. Và việc sở hữu đất nông nghiệp này á, cô chú anh chị phải buộc tốn phí dịch vụ nha, này em nói trước. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu liên hệ thì em sẽ tư vấn chi tiết nha. Và cảm ơn cô chú anh chị quý nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi video. Nếu thấy video này hay hữu ích thì cô chú anh chị quý nhà đầu tư hãy bấm nút like và đăng ký miễn phí nha, để khi em ra video mới nhất thì cô chú anh chị sẽ là người đầu tiên xem video để có cơ hội sở hữu được đất đẹp và đất rẻ nha. Và em cũng rất là vinh dự khi được cô chú anh chị quý nhà đầu tư quan tâm theo dõi. Chúc cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư có nhiều sức khỏe và sở hữu thật là nhiều đất đẹp và giá tốt nhất thị trường luôn nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Và em xin chào tất cả cô chú, anh chị.